Đây, thì tới phần dọn dẹp. Đó. Hoàn thành xong rồi. Dọn thế này nữa là xong. Nó quét xong rửa luôn. Ghê. Rồi, sẽ ngon lành. Sẽ bàn công nữa là xong. Bây giờ sạch sẽ bàn dao, kiểm tra lại lần cuối nè. Im mà làm im. Kiểm tra lại lần cuối để đóng cửa trả thẻ. Ô, chưa trả thẻ, khách chưa qua mà để nhà mình. Để nhà anh này anh qua anh đưa anh luôn. Thôi để nhà anh đi. Còn làm mấy mang cái nữa mà còn nhiều mà. Nói xong mới lọc nước chứ giờ lọc nước rồi không lọc nước. Em lố làm lố mà làm hết luôn, mình làm hết luôn, mình làm hết luôn. Đó, kệ chén rồi giờ phơi làm trước nè, với lưới an toàn là trước nè. Thì bên mình làm hết mà. Sạch đẹp liền, sạch kỹ. Rồi xong lóc cửa trả lại hiện trạng nhà mới. Mới toan, mặc dù là còn lắp máy lạnh với lắp máy nước nóng nè, rồi lắp cài chén, lắp hả quét sạch á, quét sạch á. Được được được, lắp lại tắt đèn rồi hết, tắt điện kiểu. Xong dịch vụ quét nhà. Cho mượn, cho mượn chổi mò. Tắt điện hết, ok rút quân. Ok, chào và hẹn gặp lại cả nhà video sau. Nhớ like, đăng ký, hạ tiền ủng hộ Trí Xì Tiền Dừa và Xì Tiền En. Bye bye.